Mình tự tin tinh thần của mẹ là cũng từ hai chiến thuật của Việt Nam luôn. Nghĩ ra mình phải áp sát bóng đường vô thì áp sát tất cả bị áp sát của mình. Mà khi là họ nó cao to hơn mà nó đồng ý hơn mình, nó lại vừa đầu chủ nhà cái nó cũng nó có cái sức lực nó mạnh hơn. Đánh nhỏ truyền nhà các anh và khi có thời cơ thì đánh bóng cuối cùng ta chiến thắng hay không. Nhỏ nhưng mà tinh thần thép thì vẫn chiến thắng, vẫn không chịu phục. Thắng đội em thì vào 12 đội mạnh nhất của châu Á, sau đó loại 6 đội thì lấy 6 đội thuyết của các cháu sinh ra nhiệt tình chân thành vì một mục tiêu. Xin chào các cháu, đến ngày 15 nào gặp rồi quay nhà lại chiến thắng và bạn các cháu nha. Mình tự tin tinh thần của mẹ là cũng từ hai chiến thuật của Việt Nam luôn. Nghĩ ra mình phải áp sát khi bóng rời vô thì áp sát tất cả bị áp sát mình. Mà khi là họ nó cao to hơn mà nó đồng ý hơn mình, nó lại vừa đầu chủ nhà cái nó cũng nó có cái sức lực nó mạnh hơn. Đánh nhỏ truyền nhà các anh và khi có thời cơ thì đánh bóng cuối cùng ta hay không. Nhỏ nhưng mà tinh thần thép thì vẫn chiến thắng, vẫn không chịu phục. Thắng đội em thì vào 12 đội mạnh nhất của châu Á, sau đó loại 6 đội thì lấy 6 đội thuyết của các cháu sinh ra có cầu nhiệt tình chân thành vì một mục tiêu. Xin chào các cháu, đến ngày 15 nào gặp rồi quay nhà lại chiến thắng và bạn các cháu nha. Tài giỏi thông minh là hai, còn cái thứ ba cái gì đạo đức. Giờ nó giỏi đồng đều 8, 9, 10 từ thương thương chứ nó quan hải mà được nghĩ thì có người khác thay này thay lượng. Hồi sức mẹ cũng lông lông hậu hôm mới sau tới Tiến Linh bất lượng công ruộng Xuân Trường Đức Vũ Thanh Tuấn Anh Văn Toàn Hồng Duy đều tốt cả. Làm xã Văn Hậu thì tuyệt rồi, Văn Hậu cái công việc cũng là số 1, số 2 của thầy Pháp đấy. Thầy Pháp yêu quý lắm, thầy Pháp yêu quý toàn hải như thế. Tất nhiên yêu quý hết, nhưng mà nổi lên thì có con Ngài và Văn Hậu. Có lần thầy Pháp còn đùa mà thầy Pháp còn đỏ khiêm tốn. Đào tạo thế hệ này rất tốt, thầy cũng giáo dục và nhà nước giáo dục đều nhiệt huyết, cháu nào cũng rất đáng yêu. Mẹ thì kể ra thì mệt thật nhưng mà vì là các cháu hoàn thành nhiệm vụ bác phấn khởi trả mẹ gì cả. Cái đấy sao mời quá. Nếu mà các cháu chiến thắng UAE rồi có dịp nào đó mời các cháu về Đà Nẵng. Mẹ lái cái gì? Lưu hưu của bà đã sợ. Có ghế chưa? Ghế chưa? Lưu hưu của bà mua các tờ gán được các cháu. Vé thì thôi các cháu tự lo đi. Đúng và là khó hơn ở trước. Tất nhiên về trình độ thì nó có khỏe hơn, cứ nó có 4 cầu thủ nhiệt tình, cao to, khuôn mặt nó cứ xuất sắc đi, ngã mạn. Tổng nhanh lắm, trẻ mình ngã kia rồi. Mẹ khen Việt Nam là có cái tinh thần đoàn kết, gắn bó, hiểu nhau, rất là tôn trọng cái sự hâm mộ, cái quyết tâm thi đấu đến cùng, dẫn đồ đều, chiến binh áo đỏ, vững tâm, không đau đớn, không bị đau, bình tĩnh, kiên cường. Trong thời cơ, các cháu nó rất xứng đáng là con rồng cháu Việt, xứng đáng là con cháu của cô Hùng, xứng đáng là con cháu của Hồ Chí Minh, mang lại vinh quang cho tất cả làm gương cho thế hệ sau, những thế hệ trước cũng phải khắc phục. Thế hệ này tiết kiệm tài giỏi thông minh đạo đức, bây giờ nó gọi đâu đều. Ông vô sống thì mắt ông nhắm ăn cứ sống không thì nhận là xong sẽ nghĩ như thế này. Cảm xúc nó dâng lên quá thì ông phải làm thế để cho bật lên tiếc quá về cái gì ông cứ bảo không được nhưng cố gắng được đúng không, ví dụ trong vòng được đúng không, áo đen riêng có ý thức được đúng không. Nó ngạc bên này thì nhìn lại bên này nó trích ra một là ba mùa Covid và cái ý Covid của nó hành động cá nhân cả thầy và trò cứ phải tôi không phát biểu được phải hiểu hai câu rất kết quả
ngày hôm nay đạt được là câu của toàn đội văn đền ơn 90 triệu người dân Việt Nam. Hai câu xuống này hai câu thuộc chuốc như cơ thể của em chuẩn thì đúng. Cháu nào cũng rất đáng yêu, cháu nào cũng rất đáng yêu. Họ xấu hả bạn? Quả đầu tiên coi đi ạ, bóng bay như là bông hoa trước mặt. Cảnh hướng này có giữ hướng ra được bật vào là hay không? À, hai con nhìn được cái quả bóng nó cứ như bay, nó bay như không hình. Đẹp tuyệt vời. Nhập tịch, quốc tịch của nước ngoài đấy, cao to nhất mà cái thân xoan mà cứ sâu xấu đấy. Bước lên nó thì thầm vào tai một cuối Quảng Hải, biết thì thầm cái gì không? Mẹ ngạc nhiên luôn, quá ngạc nhiên. Cậu thì thầm vào tai tôi bằng tiếng Anh nhưng mà tôi vẫn nghe được. Em ơi, em hãy ra ra ngoài. Mẹ cũng chưa luận ra cái gì nhưng mẹ thấy thế ghi nhận được là cái chả có bao giờ có cái chuyện đấy cả. Cái sáng nay thì biết là mẹ nói ra cô chẳng có trả lời. Cô phải trả lời rất đính cảm. Thế nên là mẹ cũng muốn chuyện của mẹ thầy vâng thầy. Mẹ thầy nên mẹ cũng hơi lưu nát mà cái chỗ là mẹ cũng cảm như muốn thắng muốn thắng. Thế cái gì còn quất đi phải đi về dịch ra đây để nếu ông có đến ông bảo cái sao mà sao lại cái vết ở đây mày bóng để đây để nó hai cặp cuộc tự hào ba là gì em vỡ hòa thế nào năm anh em mang năm cái tên ấy đi lên xe không còn tên riêng nữa một niềm tin tất thắng trong trận này thành